Xin kính chào quý bà con anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Bình Thuận cho quý bà con anh chị các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con anh chị các bạn, thì tình hình thanh long ruột đỏ cũng như thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có biến động giống như con, đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ hôm nay thì giá có biến động nhẹ so với ngày hôm qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại để cho quý bà con mình có lãi cao. Cập nhật mới nhất tình hình giá thanh long hiện nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì đầu tiên là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì giá thanh long ruột đỏ loại 1. Thanh long ruột đỏ loại 1 dao động từ 21 đến 22 ngàn, loại 2 dao động từ 17 ngàn, loại 3 dao động từ 12 ngàn, loại 4 hiện nay thì dao động từ 7 ngàn, còn hàng gan trộn dao động từ 5 đến 6 ngàn. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá này là giá cập nhật tại vựa nhé mọi con. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 17 đến 19 ngàn, hàng sàn thì dao động từ 15 ngàn đến 17 ngàn. Hàng giá thì dao động từ 8 đến 9 ngàn. Đây là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực miền Tây. Giá này cũng cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng bò đẹp dao động từ 20 đến 20, 21, 22. Bò sàn thì 18 ngàn, 19 ngàn, 20 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột trắng khu vực Bình Thuận thì cũng dao động từ 8 đến 9 ngàn. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 22 đến 23 ngàn, loại 2 dao động từ 18 ngàn, còn loại 3 dao động mức từ 13 ngàn. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì giá hàng giá đang dao động mức từ 6 ngàn, từ 5 đến 6 ngàn. Tới đây thì mình cũng xin, đây là giá cập nhật tại vựa. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn, thành công. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.